Còn một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Hương là các bà bầu có cần phải đi khám răng hay không? Có chứ, tại vì cái tôi cũng đã từng gặp rất là nhiều là những người phụ nữ mang thai đó, thì do ảnh hưởng của nội tiết làm cho núm rất là dễ viêm đỏ, rồi đồng thời là lại ốm nghén, nên là hay ăn uống nó thất thường, rồi là không ngại đánh răng, bởi vì đưa bàn chải vô là đã muốn ói rồi, cho nên rất là ngại đánh răng, và do đó nên dẫn đến tình trạng viêm núm nó rất là nặng. Và rồi sâu răng rồi tùm lum hết. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng là qua cái thời kỳ thay ốm nghén đó, thì đến khoảng từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7 là cái thời kỳ chúng ta có thể điều trị răng miệng được. Thì các bà bầu nên đến vào cái thời điểm đó, lúc đó thì đã giảm ốm nghén rồi, là cái người mình nó cũng dễ chịu hơn, và nó cũng không có quá bụng, không quá lớn để có thể khó chịu khi nằm, thì chúng ta nên điều trị. Bởi vì đồng nghiệp của tôi ở một cái tỉnh nó đã gặp cái trường hợp này, là bệnh nhân đang chuyển dạ mà máu từ núm chảy ra không cầm được, mà bác sĩ thì nha đó thì một tay là kềm cho cầm máu, mà bác sĩ phụ sản là dưới đỡ đẻ, thì tôi nói tình trạng nó rất là bi đát. Mà may là lúc đó là do cái về nha khoa là nó có cái bột bột băng nha chu, thì bác sĩ nha khoa đã nhanh trí lấy cái bột đó đắp vô bệnh nhân ngay cái vị trí núm chảy máu đó, thì giữ yên nó khoảng 10 phút sau là nó cứng lại. Thế là buông tay ra là lúc đó mới có thể là bệnh nhân chuyển dạ bình thường được. Thành ra bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao á mà chăm sóc răng của chúng ta cho nó kỹ, bởi vì nếu mà người mẹ mà viêm núm nhiều như thế, cái chuyển dạ nó sẽ ảnh hưởng, rồi đồng thời á có thể là gây những cái nhiễm trùng sau khi sanh. Nó đi theo đường máu do viêm nha chu á, con vi khuẩn về gây nha chu nó rất là độc. Rồi chưa kể là khi mà cho con bú mớm nó sẽ lây qua bé, lây qua đứa con của mình nữa. Thành ra là cố gắng là mình phải giữ vệ sinh, và ngay cả sau khi sanh chúng ta cũng phải chải răng đàng hoàng. Trong khi sanh, sau khi sanh chúng ta phải là chải răng đàng hoàng, không có nên bỏ dở ngày nào cả. Và khi chải răng thì các bạn nên kèm với nước muối ấm pha loãng, để mình thay vì mình súc bằng nước lã thì dùng nước muối ấm pha loãng súc kèm với khi chải răng, thì cái đó nó sẽ giúp cho cái núm các bạn nó khỏe tốt, mà vệ sinh Co răng nó lại nó tốt. bám chắc hơn. Đối với chương trình hoặc là đối với những cái tài liệu sách vở vẫn khuyên rằng là ít nhất là một năm sẽ đi khám răng một lần. Nhưng mà qua 20 mấy năm kinh nghiệm của bác sĩ Hương đối với người dân Việt Nam thì nên có lời khuyên theo bác Hương thôi. Thì chúng ta nên bao nhiêu lâu đi khám một lần là tốt nhất? Thì bây giờ mình 1 năm là đã quý rồi, mình đòi sớm hơn nữa khó quá. Khó lắm. Thành ra tôi cũng chỉ mong là 1 năm là đến một lần là rất mừng Tức là rồi. 1 năm ít nhất là đến một lần, nhưng trong 1 năm đó có những vấn đề gì về răng miệng, ví dụ như nãy bác Hương nói là uống nước lạnh, nước nóng thấy đau hay là thấy ê, thấy buốt thì nên đi khám liền. Đúng rồi, cái đó là cái chắc chắn là phải đến ngay, bởi vì chắc chắn là trong miệng đang có vấn đề rồi đó.